Lúc ấy, từ nơi khoảng giữa hai lông mày, Thế Tôn phóng ra đủ mọi loại hào quang. Những hào quang ấy sáng rực chiếu lên thân ngài Văn Thù. Thấy hào quang rồi, ngài Văn Thù Sư Lợi biết rõ duyên cớ việc ấy, liền bảo Thuần Đà: "Này Như Lai hiện ra tướng lành này, tức là còn chẳng bao lâu sẽ nhập Niết Bàn. Vậy trước hết ông hãy chuẩn bị lễ cúng dường lần cuối cùng đi, để kịp giờ phụng hiến Phật và đại chúng." Thuần Đà, ông nên biết rằng Như Lai phóng ra đủ mọi loại hào quang chẳng phải là không có duyên cớ. Thuần Đà nghe xong lặng thinh, chẳng tỏ ý gì cả. Phật dạy Thuần Đà rằng: "Việc ông cúng dường Phật và đại chúng nay đã đúng lúc rồi, ngay bây giờ đây Như Lai sắp nhập Niết Bàn." Phật lại dạy như vậy lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Lúc ấy nghe Phật dạy như vậy rồi, Thuần Đà cất tiếng kêu khóc nghẹn ngào rằng: "Khổ thay, khổ thay, thế gian sắp trống rỗng." Rồi ông bạch với đại chúng: "Tất cả chúng ta hôm nay hãy gieo mình phủ phục xuống đất, đồng thanh khuyến thỉnh Đức Phật đừng nhập Niết Bàn." Lúc ấy, Đức Thế Tôn bảo Thuần Đà và đại chúng: "Các ông chớ nên kêu khóc lớn tiếng, chỉ khiến lòng buồn khổ yếu ớt. Các ông nên quán thân này không rắn chắc, chỉ như thân cây chuối không thật có, chỉ như ảo ảnh khi trời nắng nóng không bền lâu, chỉ như bọt nước hiện, lại chỉ như trò ảo thuật, như thành cản thát bà, như món đồ gốm chưa nung, như lằn điện chớp, như hình vẽ lên mặt nước, như kẻ tử tù sắp chết, như trái cây chín mùi sắp rụng, như miếng thịt cắt ra sắp hư thối, như sợi chỉ dẹt đã đến cuối khổ vải, không còn kéo dài được nữa, không có bản ngã, chỉ như cái chày dở lên dã xuống. Các ông nên quán các hành như thức ăn có độc và quán các pháp hữu vi đều có nhiều lỗi lầm tai hại." Liền đó Thuần Đà lại bạch Phật: "Như Lai không muốn trụ lâu ở thế gian, còn làm sao có thể không than khóc: khổ thay, thế gian sắp trống rỗng. Nguyện Đức Thế Tôn vì lòng thương xót chúng con và hết thảy chúng sinh nên trụ lâu ở thế gian, đừng nhập Niết Bàn." Phật dạy Thuần Đà: "Này ông không nên nói rằng vì lòng thương xót chúng con nên trụ lâu ở thế. Ta chính vì thương xót ông và tất cả chúng sanh nên nay mới nhập Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì pháp của chư Phật là như thế, các pháp hữu vi cũng vậy. Vì thế chư Phật từng thuyết kệ rằng: các pháp hữu vi vốn tánh vô thường, sanh rồi chẳng trụ, tịch diệt là vui. Thuần Đà, ông nên quán xét rằng tất cả các hành cùng với các pháp đều là vô ngã, vô thường, chẳng trụ. Thân này thường có vô số lỗi lầm tai hại, mong manh như bọt nước. Vì vậy, nay ông chẳng nên than khóc." Lúc ấy Thuần Đà bạch Phật: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Phật dạy. Tôi biết rằng Như Lai phương tiện thị hiện Niết Bàn, nhưng con chẳng thể ngăn lòng sầu não. Này con suy xét kỹ, lại sanh lòng vui mừng." Phật khen Thuần Đà: "Lành thay, lành thay. Ông đã biết được Như Lai thị hiện hình tướng giống như chúng sanh, phương tiện nhập Niết Bàn. Thuần Đà, ông hãy nghe đây, như chim ta la ta, trong mấy tháng mùa xuân đều tụ họp tại ao A Nậu Đạt, chư Phật cũng thế, đều đến chỗ Niết Bàn này. Thuần Đà, nay ông không nên nghĩ rằng đời sống chư Phật là dài lâu hay ngắn ngủi. Tất cả các pháp đều như tướng ảo hóa. Khi ở trong sự ảo hóa đó, Như Lai dùng sức phương tiện nên không bị vướng nhiễm. Vì sao vậy? Vì pháp của chư Phật là như thế. Thuần Đà, nay ta thọ nhận sự dâng hiến cúng dường của ông là muốn giúp ông vượt thoát mọi cảnh giới hiện hữu, ra khỏi dòng sanh tử. Trong hàng trời người, những ai có mặt tại lần cúng dường cuối cùng này đều sẽ được quả báo không lay chuyển, thường hưởng sự an vui. Vì sao vậy? Vì Như Lai là ruộng phước của chúng sanh. Nếu ông cũng muốn vì chúng sanh mà làm ruộng phước thì hãy mau chuẩn bị các thức cúng dường, đừng chần chờ nữa." Lúc ấy Thuần Đà vì nghĩ đến sự độ thoát cho các chúng sanh nên cúi đầu gạt lệ bạch Phật: "Lành thay bạch Thế Tôn, như con có thể trở thành ruộng phước của chúng sanh, ắt con có thể biết được Như Lai có vào Niết Bàn hay không vào Niết Bàn. Hiện nay chúng con và hàng thanh văn duyên giác đều chỉ có trí huệ nhỏ nhoi như loài muỗi loài kiến, thật chẳng thể lượng xét nổi Như Lai có vào Niết Bàn hay không vào Niết Bàn." Lúc ấy Thuần Đà cùng với quyến thuộc của ông thảy đều yêu sầu khóc lóc, đi quanh Như Lai đốt hương giải hoa hết lòng kính phụng. Rồi cùng với Bồ Tát Văn Thù từ tòa ngồi đứng dậy đi lo chuẩn bị các thức cúng dường. Các vị đi chưa lâu thì mặt đất nơi ấy bỗng xảy ra 6 cách chấn động, lên đến cõi Phạm Thiên cũng chấn động như vậy. Nói về mặt đất chấn động có 2 trường hợp:
Một là địa động, hai là đại địa động. Chấn động nhỏ gọi là địa động, chấn động lớn gọi là đại địa động. Chấn động phát ra tiếng nhỏ gọi là địa động, chấn động phát ra tiếng lớn gọi là đại địa động. Chỉ có đất động mà thôi gọi là địa động. Núi, sông, cây cối, nước ở biển cả, tất cả đều động, gọi là đại địa động. Chấn động một hướng gọi là địa động. Chấn động xoay quanh và lần ra khắp các nơi đều động, gọi là đại địa động. Chỉ chấn động mặt đất gọi là địa động. Cơn chấn động làm cho trong lòng chúng sanh đều xúc động, gọi là đại địa động. Lúc ban sơ, Bồ Tát từ cung trời Đâu Xuất xuống cõi Diêm Phủ Đề, xảy ra chấn động lớn gọi là đại địa động. Khi đản sanh, lúc xuất gia, khi thành Phật, lúc truyền Pháp Luân và khi nhập Niết Bàn đều có chấn động lớn gọi là đại địa động. Hôm nay Như Lai sắp nhập Niết Bàn cho nên ở cõi đất này có sự chấn động lớn như vậy. Khi ấy các hàng trời rồng Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, loài người và loài phi nhân nghe biết việc ấy rồi đều thấy dùng mình giòn ốc cùng khóc kể bi ai và đọc kệ rằng: cúi lại bậc điểu ngự, nay chúng con khuyến thỉnh, giải ra đấng Pháp Vương, chẳng còn ai cứu hộ. Nay thấy Phật Niết Bàn, chúng con chìm biển khổ, buồn lo và đau đớn, như bỏ con mất mẹ, bần cùng không ai cứu, như người bệnh khốn nguy, không thấy thuốc chỉ dẫn, ăn đồ chẳng nên ăn, bệnh phiền não chúng sanh, thường bị tà kiến hại, giải ra đấng Y Vương, dùng ngay loại thuốc độc. Vì vậy Phật Thế Tôn chẳng nên bỏ chúng con, như nước không vua trị, nhân dân đều nghèo đói. Chúng con mất phúc lành, mất vị pháp cũng vậy. Nay nghe Phật Niết Bàn, chúng con lòng rối loạn, như đất đai chấn động, làm tán loạn các phương. Như Lai nhập Niết Bàn, mặt trời Phật xa xuống, nước pháp ắt cạn khô, chúng con chắc sẽ chết. Như Lai nhập Niết Bàn, chúng sanh rất khổ não, như còn vị trưởng giả mới mất mẹ và cha. Như Lai nhập Niết Bàn, như cha mẹ chẳng về, chúng con và chúng sanh đều không người cứu hộ. Như Lai nhập Niết Bàn, cho đến loài súc sanh hết thảy đều sầu khổ, khổ não đốt tâm can, chúng con hôm nay đây làm sao không sầu não. Như Lai xả bỏ hết, như khạc bỏ đàm dãi, như mặt trời mới mọc, ánh sáng rất huy hoàng, tự chiếu sáng trên không, lại trừ hết tăm tối, hào quang thần thông Phật trừ được khổ chúng con. Phật ở trong đại chúng như núi lớn Tu Di. Thế Tôn, ví như có vị quốc vương sanh được nhiều con, thầy đều có tướng mạo đoan chánh, vua thường thường yêu con, trước dạy các nghề tinh xảo cho được thông thạo, rồi sau lại giao cho bọn đao phủ giết đi. Bạch Thế Tôn, nay chúng con là con của đấng Pháp Vương, nhờ ơn Phật dạy dỗ đã có đủ chánh kiến, xin Phật đừng bỏ chúng con. Nếu ngài buông bỏ thì chúng con có khác nào những đứa con bị đưa đi giết bỏ của vị vua kia. Nguyện Phật trụ thế lâu dài, đừng vào Niết Bàn. Thế Tôn, ví như có người học thông thạo các bộ luận, nhưng đối với các bộ luận ấy lại sinh tâm sợ sệt, thật không có lý. Như Lai cũng thế, ngài đã thông đạt các pháp, có lẽ nào đối với các pháp lại sinh tâm sợ sệt. Nếu Đức Như Lai trụ thế dài lâu, thuyết dạy chánh pháp, cam lộ khiến cho ai nấy đều được đầy đủ, thì chúng sanh chẳng còn phải lo sợ đọa vào địa ngục. Bạch Thế Tôn, ví như có người mới tập sự, do sai sót nên bị quan bắt giam vào ngục. Có người hỏi ông thấy thế nào, đáp rằng: nay tôi thấy hết sức lo lắng khổ sở. Nếu người ấy được ra khỏi cảnh giam cầm, ắt sẽ rất an vui. Như Lai cũng thế, ngài vì chúng con tu hành mọi hạnh khổ, nay chúng con chưa được ra khỏi khổ não sanh tử, làm sao Như Lai có thể được hưởng an vui. Thế Tôn, ví như người thầy thuốc rất giỏi, thông thạo các phương thuốc, chỉ truyền riêng những phương thuốc bí truyền cho con mà thôi, không truyền cho những người ngoài đến học. Như Lai cũng thế, ngài chỉ đem giáo pháp uyên áo sâu kín nhất dạy riêng cho ngài văn thù, đành bỏ rơi không đoái hoài thương xót đến tất cả chúng con. Như Lai đối với chánh pháp lẽ ra không có lòng tham tiếc che giấu như người thầy thuốc kia, chỉ dạy riêng con mình, chẳng dạy cho người ngoài đến học. Sở dĩ thầy thuốc kia không thể truyền rộng nghề thuốc cho đời là vì còn có lòng so đo hơn kém nên mới tham tiếc che giấu. Trong lòng Như Lai không hề có sự so đo hơn kém, vì sao không dạy dỗ chúng con? Nguyện Như Lai trụ thế dài lâu, giáo hóa chúng con đừng nhập Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, ví như có những người già trẻ con, người bệnh cùng rời khỏi con đường bằng phẳng thẳng tắp để đi theo con đường hiểm trở. Đường ấy thật gian nan khó đi, họ phải chịu nhiều khổ não.
Có một người lạ thấy vậy thương xót liền chỉ cho con đường thẳng bằng phẳng. Thế Tôn, chúng con cũng giống như những người ấy. Người trẻ ví như chưa tăng trưởng pháp thân, người già ví như phiền não nặng nề, người bệnh ví như chưa thoát khỏi sanh tử. Đường hiểm trở ví như 25 cảnh giới hiện hữu trong ba cõi. Nguyện Đức Như Lai chỉ cho chúng con đường chánh đạo cam lộ, xin Như Lai trụ thế dài lâu, đừng nhập niết bàn. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo chư tỳ kheo: Tỳ kheo, các ông chớ sầu than khóc lóc như hạng phàm phu trong cõi trời người, phải chuyên cần tinh tấn giữ tâm chánh niệm. Lúc ấy nghe lời Phật khuyên dạy, các hàng trời người Atula đều ngưng khóc kể, giống như người chôn cất đứa con yêu, việc mai táng đã xong liền thôi khóc kể. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì đại chúng mà thuyết kệ rằng: Các ông phải hiểu ra, chớ nên sầu khổ lắm, pháp chư Phật đều thế, nên chấp nhận an nhiên, vui hạnh không biếng nhác, giữ tâm thường chánh niệm, lìa xa điều phi pháp, tâm an lòng được vui. Lại nữa chư tỷ kheo, như có điều chi nghi hoặc, nay nên thưa hỏi, chẳng hạn như hỏi về những lẽ không và chẳng không, thường và vô thường, khổ và không khổ, y theo và chẳng y theo, đi và chẳng đi, về và chẳng về, thường hằng và không thường hằng, đoạn diệt và không đoạn diệt, chúng sanh và chẳng phải chúng sanh, có và không, thật và chẳng thật, chân thật và không chân thật, diệt và chẳng diệt, bí mật và chẳng bí mật, phân hai và chẳng phân hai. Trong tất cả các pháp như vậy, ai còn có chỗ nghi, hôm nay nên thưa hỏi. Ta sẽ tùy thuận dứt nghi cho, lại cũng vì các ông mà giảng thuyết chánh pháp cam lộ, rồi sau đó mới nhập niết bàn. Này chư tỳ kheo, Phật ra đời hiếm có, thân người là khó được, được gặp Phật, tin Phật lại càng rất khó, có thể nhẫn chịu được điều khó nhẫn lại cũng rất khó, thành tựu giới cấm chẳng có chi lầm lỗi, đắc quả A-la-hán, việc ấy cũng rất khó, như tìm vàng trong cát hay cầu được hoa ưu đàm. Này chư tỳ kheo, lìa khỏi tám nạn và được thân người là khó lắm, các ông nay được gặp Phật đừng để luống qua. Từ thuở xa xưa Phật đã tu biết bao hạnh khổ, nay mới được phép phương tiện cao trỗi nhất như thế này, vì các ông mà trong vô lượng kiếp xưa ta đã từng xả bỏ thân thể, tay chân, đầu mắt tủy não. Vậy các ông chớ nên lơ là, biếng nhác. Này chư tỳ kheo, thế nào gọi là trang nghiêm thành báu chánh pháp? Đầy đủ hết thảy mọi công đức, đó là chân bảo. Giới định huệ, đó là những tường cao, hào sâu. Này các ông gặp được thành quách quý báu là Phật pháp, chẳng nên nhận lấy những vật hư giả. Ví như người chủ đoàn buôn kia gặp được cảnh thành đầy chân bảo, lại nhặt lấy những gạch ngói để mang về nhà. Các ông cũng thế, đã gặp được cảnh thành quý báu, lại nhặt lấy những vật hư giả. Này chư tỳ kheo, đừng lấy tâm nhỏ nhoi mà tự cho là đầy đủ. Các ông nay tuy đã được xuất gia, nhưng chẳng có lòng hâm mộ đối với đại thừa. Này chư tỳ kheo, các ông thân dù được mặc áo cà sa nhuộm màu, nhưng tâm còn chưa được nhuộm pháp đại thừa trong sạch. Các ông tuy thực hành pháp khất thực, xin ăn trải qua nhiều xứ, nhưng chưa từng xin món ăn chánh pháp đại thừa. Các ông tuy cạo bỏ râu tóc, nhưng chưa vì chánh pháp mà trừ bỏ mọi sự trói buộc và sai khiến. Này chư tỳ kheo, hôm nay ta sẽ đem pháp chân thật mà dạy các ông. Hiện tại Như Lai đang ở giữa đại chúng hòa hợp này. Pháp tánh của Như Lai là chân thật, không điên đảo. Vì vậy các ông nên tinh tấn, duy trì tâm dũng mãnh, phá trừ, dứt sạch mọi sự trói buộc và sai khiến. Nếu đợi khi mặt trời trí huệ có đủ 10 sức đã lặn khuất, các ông sẽ bị vô minh che lấp. Này chư tỳ kheo, ví như các loại cỏ thuốc trên khắp mặt đất, núi non đều là để cho chúng sanh dùng. Pháp Phật cũng thế, sanh ra vị pháp cam lộ linh diệu là liều thuốc hay để trị mọi thứ bệnh phiền não cho chúng sanh. Này ta sẽ làm cho tất cả chúng sanh và bốn chúng đệ tử của ta đều trụ yên trong tạng bí mật, ta cũng sẽ trụ yên trong đó mà vào niết bàn. Sao gọi là tạng bí mật? Vì chữ y nếu viết ba chấm theo hàng ngang hay theo hàng dọc thì đều thành chữ y, phải như ba con mắt nơi gương mặt của thần Ma Hê Thủ La mới thành hình dạng chữ y, nếu tách riêng biệt ba chấm cũng chẳng thành chữ y. Như Lai cũng thế, pháp giải thoát chẳng phải niết bàn, thân Như Lai cũng chẳng phải niết bàn, đại trí tuệ Bát Nhã cũng chẳng phải niết bàn, ba pháp ấy riêng biệt cũng chẳng phải niết bàn. Này ta vì chúng sanh trụ yên đầy đủ trong ba pháp ấy gọi là nhập niết bàn, cũng như hình dạng chữ y của thế gian. Lúc ấy chư tỳ kheo nghe Phật quyết định nhập niết bàn, thầy đều ưu sầu, dùng mình giòn ốc, nước mắt đượm tròng, cúi đầu lại sát chân Phật, đi quanh Phật vô số vòng cung kính, rồi bạch Phật rằng:
Thế Tôn thuyết dạy cho chúng con những lý vô thường, khổ không vô ngã, thật đáng mừng thay. Bạch Thế Tôn, ví như trong dấu chân của muôn loài thì dấu chân voi là to nhất, phép quán tưởng vô thường cũng thế, là bậc nhất trong các phép quán tưởng. Như ai tinh cần tu tập phép quán tưởng ấy, có thể trừ diệt tất cả tâm tham dục và ái luyến trong dục giới, tâm ái luyến trong cõi sắc giới và vô sắc giới, cũng như trừ được vô minh kiêu mạn cùng với những tư tưởng vô thường. Bạch Thế Tôn, nếu Đức Như Lai lìa bỏ những tư tưởng vô thường thì hôm nay chẳng nên nhập Niết Bàn. Nếu chẳng lìa bỏ những tư tưởng vô thường, sao lại dạy rằng tu phép quán tưởng vô thường sẽ trừ dứt được sự ái luyến trong ba cõi, trừ được vô minh kiêu mạn và những tư tưởng vô thường? Bạch Thế Tôn, ví như người làm ruộng kia trong mùa thu có cày sâu đất ruộng mới trừ được cỏ dại, phép quán tưởng vô thường này cũng vậy, trừ được tất cả tâm tham dục và ái luyến trong dục giới, tâm ái luyến trong cõi sắc giới và vô sắc giới, cũng như trừ được vô minh kiêu mạn cùng với những tư tưởng vô thường. Thế Tôn, ví như việc cày ruộng vào mùa thu là tốt nhất, trong các dấu chân thì dấu chân voi là lớn nhất, trong các phép quán tưởng thì phép quán tưởng vô thường là bậc nhất. Bạch Thế Tôn, ví như vị đế vương kia biết mình sắp mạng chung, bèn đại xá cho khắp thiên hạ, thải hết những kẻ bị giam cầm trong tù ngục rồi sau đó mới băng hà. Hiện nay Như Lai cũng nên như thế, độ thoát cho hết thảy chúng sanh trong chốn tù ngục vô minh, ngu si tăm tối rồi sau đó mới nhập Niết Bàn. Nay chúng con đều chưa được độ thoát, sao Đức Như Lai lại định bỏ rơi mà nhập Niết Bàn? Thế Tôn, ví như có người kia bị quỷ nhập, may gặp ông thầy giỏi về chú thuật, dùng sức thần chú trừ dứt nạn cho người kia. Như Lai cũng thế, vì hàng thanh văn mà trừ được con quỷ vô minh, khiến họ được chủ yên nơi đại trí tuệ bát nhã và các pháp giải thoát, cũng như chữ y của thế gian. Thế Tôn, ví như con voi kia bị người ta trói, dù cho có thầy giỏi cũng không thể ngăn giữ được, liền phá mở xiềng khóa tự mình thoát đi. Chúng con chưa được như vậy, chưa thoát ra khỏi sự trói buộc của các phiền não là năm sự ngăn tre, 10 triển phược và 7 lậu hoặc. Sao Đức Như Lai lại định bỏ rơi chúng con mà vào Niết Bàn? Bạch Thế Tôn, ví như người mắc bệnh sốt rét, gặp được lương y nên dứt được bệnh khổ. Chúng con cũng như người bệnh ấy chịu nhiều nạn khổ, tả mạng nóng này. Mặc dù được gặp Như Lai nhưng bệnh còn chưa dứt, chưa được sự an vui mãi mãi cao chỗ nhất. Sao Đức Như Lai lại định bỏ rơi chúng con mà nhập Niết Bàn? Thế Tôn, ví như người say rượu, chẳng còn biết gì, chẳng còn nhận ra kẻ thân người sơ, chẳng phân biệt được mẹ, con, gái, chị, em gái. Người ấy mê muội hoang dâm hỗn loạn, nói năng bậy bạ, nằm trong đống phân nhơ nhớp. Lúc đó, có một vị lương y đem thuốc cho uống. Người ấy uống xong, liền nôn hết rượu ra, tỉnh táo trở lại, lấy làm hổ thẹn, tự trách mình. Rượu là thứ không tốt, là gốc rễ của mọi điều ác. Nếu ta trừ được nó, ác sẽ tránh xa được mọi tội lỗi. Thế Tôn, chúng con cũng vậy, từ xưa tới nay trôi lăn trong vòng sanh tử, mê say vì tỉnh sắc, tham đắm năm dục, chẳng phải mẹ mà tưởng là mẹ, chẳng phải chị mà tưởng là chị, chẳng phải con gái mà tưởng là con gái, chẳng phải chúng sanh mà tưởng là chúng sanh, vì vậy mà phải trôi lăn chịu khổ sanh tử. Như người say rượu kia nằm trong đống phân nhơ nhớp. Này Đức Như Lai ban cho chúng con thuốc pháp, giúp chúng con nôn ra hết rượu độc phiền não. Nhưng chúng con vẫn chưa được hoàn toàn tỉnh táo, sao Đức Như Lai lại định bỏ rơi chúng con mà nhập Niết Bàn? Thế Tôn, ví như có người khen rằng thân cây chuối là cứng chắc, thật là vô lý. Thế Tôn, chúng sanh cũng thế, nếu có ai khen các pháp ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, sự nuôi dưỡng, sự thấy biết, kẻ tạo tác, người nhận chịu mà cho là chân thật, cũng thật vô lý như vậy, chúng con theo đó mà tu phép quán tưởng vô ngã. Thế Tôn, ví như cặn bẩn của nước không dùng làm gì được, thân này cũng vậy, vốn là vô ngã, không có một thực thể nào là chủ tể. Bạch Thế Tôn, ví như hoa thất diệp không có mùi thơm, thân này cũng vậy, vốn là vô ngã, thật không có chủ tể. Chúng con theo đó thường tu tập trong tâm phép quán tưởng vô ngã. Như Phật có dạy, hết thảy các pháp vốn không có cái ta, không có vật của ta, các tỷ kheo nên tu tập theo lẽ ấy. Tu tập như vậy rồi có thể trừ được tâm ngã mạn, nên được tâm ngã mạn liền nhập Niết Bàn. Thế Tôn, ví như chim bay trên không trung mà để lại dấu chân, thật không có lý như vậy. Người thường tu tập phép quán tưởng vô ngã mà có các kiến chấp cũng không có lý như vậy. Lúc ấy Đức Thế Tôn ngợi khen chư tỷ kheo rằng: lành thay, lành thay, các ông thật khéo tu tập phép quán tưởng vô ngã. Liền đó chư tỷ kheo bạch Phật:
Thế Tôn, chúng con không chỉ tu phép quán tưởng vô ngã mà còn tu tập các phép quán tưởng khác nữa, kể đủ ra là các phép quán tưởng khổ, vô thường và vô ngã. Thế Tôn, ví như người say rượu, tâm trí mờ ám, thấy các cảnh núi sông, vách đá, cỏ cây, cung điện, nhà cửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú đều quay cuồng. Thế Tôn, những ai không tu tập các phép quán tưởng khổ, vô thường, vô ngã thì chẳng đáng gọi là bậc thánh. Những người ấy thường buông thả, biếng nhác, trôi lăn trong sanh tử. Thế Tôn, bởi nhân duyên ấy, chúng con phải khéo tu tập những phép quán tưởng như vậy. Lúc ấy, Phật dạy chư tỷ kheo rằng, các ông hãy nghe cho kỹ. Các ông vừa đưa ra thí dụ về người say rượu, ấy cũng là chỉ hiểu được văn tự mà chưa thấu đạt nghĩa lý. Thế nào là nghĩa lý? Như người say kia nhìn lên thấy mặt trời mặt trăng thật không quay cuồng mà tưởng như quay cuồng. Chúng sanh cũng thế, do các phiền não vô minh che lấp nên sanh tâm điên đảo, ngã cho là vô ngã, thường cho là vô thường, tịnh cho là bất tịnh, lạc cho là khổ. Đó là do phiền não che lấp, tuy sanh ra những tư tưởng ấy nhưng chẳng thấu đạt nghĩa lý của chúng. Cũng như người say rượu kia, đối với vật không quay cuồng mà tưởng là quay cuồng, ngã là nghĩa Phật, thường là nghĩa Pháp thân, lạc là nghĩa Niết bàn, tịnh là nghĩa Pháp. Này chư tỳ kheo, sao lại nói rằng người có ngã tưởng là kiêu mạn cống cao, trôi lăn mãi trong sanh tử? Như các ông nói rằng, chúng con cũng tu tập các phép quán tưởng vô thường, khổ, vô ngã. Ba phép tu ấy chẳng có nghĩa thật, này ta sẽ thuyết dạy ba phép vượt trội thủ thắng hơn. Khổ cho là vui, vui cho là khổ, đó là pháp điên đảo. Vô thường cho là thường, thường cho là vô thường, đó là pháp điên đảo. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, đó là pháp điên đảo. Bất tịnh cho là tịnh, tịnh cho là bất tịnh, đó là pháp điên đảo. Người nào có bốn pháp điên đảo như vậy là không biết tu tập các pháp một cách chân chánh. Này chư tỳ kheo, ở trong pháp khổ mà tưởng là vui, ở trong vô thường mà tưởng là thường, ở trong vô ngã mà tưởng là hữu ngã, ở trong bất tịnh mà tưởng là tịnh, thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh, xuất thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh. Pháp thế gian chỉ là văn tự mà không có nghĩa chân thật, pháp xuất thế gian có cả văn tự và nghĩa chân thật. Vì sao vậy? Vì thế gian có bốn điên đảo cho nên chẳng biết được nghĩa chân thật. Vì sao như thế? Vì có tư tưởng điên đảo, tâm ý điên đảo, thấy biết điên đảo. Bởi có ba sự điên đảo này nên người thế gian ở chỗ vui mà cho là khổ, ở chỗ thường mà cho là vô thường, ở chỗ hữu ngã mà cho là vô ngã, ở chỗ tịnh mà cho là bất tịnh, đó gọi là điên đảo. Vì điên đảo nên người thế gian biết văn tự mà không biết nghĩa chân thật. Thế nào là nghĩa chân thật? Vô ngã là sanh tử, ngã tức là Như Lai. Vô thường là hàng thanh văn và duyên giác, thường tức là pháp thân Như Lai. Khổ là tất quả ngoại đạo, lạc tức là Niết bàn. Bất tịnh là pháp hữu vi, tịnh tức là chánh pháp của chư Phật Bồ Tát, đó gọi là không điên đảo. Vì không điên đảo nên biết được cả văn tự và nghĩa chân thật. Nếu muốn lìa xa bốn pháp điên đảo, cần phải biết rõ nghĩa chân thật thường là ngã tịnh như vậy. Bấy giờ các vị tỳ kheo bạch Phật rằng, Thế Tôn, theo như Phật vừa dạy, để khỏi bốn pháp điên đảo thì biết rõ nghĩa chân thật thường là ngã tịnh. Này Như Lai vĩnh viễn dứt trừ bốn pháp điên đảo, ắt đã biết rõ thường là ngã tịnh. Vậy tại sao không trụ thế chọn một kiếp hoặc nửa kiếp để dạy dỗ dẫn dắt chúng con, khiến chúng con lìa khỏi bốn pháp điên đảo, lại đành bỏ rơi chúng con mà nhập Niết bàn? Ví như Đức Như Lai thường tưởng ở lại mà dạy dỗ, chúng con sẽ hết lòng lãnh thọ và tu tập. Bằng như Đức Như Lai nhập Niết bàn, chúng con làm sao có thể cùng tồn tại với cái thân độc hại này mà tu hạnh trong sạch? Mà tu hạnh trong sạch, chúng con cũng sẽ theo Phật Thế Tôn mà vào Niết bàn. Lúc ấy Phật dạy chư tỳ kheo rằng, các ông chẳng nên nói như vậy. Chánh pháp vô thượng của ta đã phó chúc cho Maha Cà Diếp. Cà Diếp sẽ làm bậc đại y chỉ cho các ông. Cũng như Đức Như Lai là chỗ nương theo của tất cả chúng sanh, Maha Cà Diếp cũng vậy, sẽ là chỗ nương theo cho tất cả các ông. Ví như vị đại vương kia thống lãnh nhiều xứ, mỗi khi đi tuần du bên ngoài liền đem việc nước mà giao phó cho vị đại thần. Như Lai cũng thế, đem chánh pháp mà phó chúc cho Maha Cà Diếp. Các ông nên biết rằng trước đây các ông tu tập những phép quán tưởng vô thường và khổ là những pháp không chân thật. Ví như vào mùa xuân có nhiều người đến một cái ao lớn thả thuyền rong chơi, làm rớt một hạt bảo châu lưu ly chìm xuống nước sâu. Liền đó mọi người đều lặn xuống đáy nước để tìm bảo châu. Họ đua nhau hốt lấy những gạch đá, cỏ, cây, cát, sỏi. Ai nấy đều cho rằng mình đã được hạt châu lưu ly, mừng rỡ mà nổi lên khỏi mặt nước mới biết là không phải. Lúc đó hạt châu vẫn còn ở dưới nước, do tính chất của hạt châu nên nước cả vùng ấy được lắng trong.
Bấy giờ mọi người nhìn xuống đáy nước đều thấy hạt bảo châu, cũng như người tăng ngẩng lên hư không nhìn thấy mặt trăng vậy. Ngay lúc đó trong đám đông ấy có một người có trí dùng sức phương tiện, từ từ lặn xuống nước và nhặt được hạt châu. Này chư tỳ kheo, chớ nên tu tập những phép quán tưởng vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh theo cách như vậy mà cho là nghĩa chân thật, khác nào những người kia hốt lấy gạch đá cỏ cây cát sỏi mà cho là bảo châu. Các ông nên khéo học phương tiện, bất kỳ lúc nào và ở đâu cũng thường tu những pháp quán tưởng thường lạc ngã tịnh. Lại nên biết rằng bốn phép quán tưởng vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh mà các ông đã tu tập trước kia đều là điên đảo cả. Muốn tu các pháp quán tưởng cho đúng lẽ chân thật, phải như người có trí kia biết dùng phép khéo léo để lấy hạt bảo châu ra khỏi nước, ấy là các pháp quán tưởng thường lạc ngã tịnh. Lúc ấy chư tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn, trước đây Phật có dạy các pháp đều là vô ngã, các ông nên tu học lẽ ấy. Tu học như vậy rồi thì lìa được tư tưởng chấp ngã. Khi lìa khỏi tư tưởng chấp ngã, ắt lìa khỏi kiêu mạn, lìa khỏi kiêu mạn liền được nhập niết bàn. Vậy nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: lành thay, nay các ông khéo hỏi nghĩa ấy. Đó là tự mình dứt nghi. Ví như một vị vua kia ngu si kém trí, vừa có một người thầy thuốc tánh tỉnh ngoan cố ngu dại, nhưng vua chẳng biết phân biệt, ban cấp bổng lộc cho ông ta một cách rộng rãi. Thầy thuốc ấy liệu trị các bệnh chỉ dùng duy nhất một món sữa làm thuốc mà thôi, lại chẳng biết nguyên nhân gây bệnh. Tuy biết dùng sữa làm thuốc nhưng lại chẳng biết cách dùng, nên cho dù là trúng gió, cảm lạnh hay nóng sốt, đối với hết thảy các bệnh đều bảo uống sữa. Nhưng ông vua ấy không phân biệt được là người thầy thuốc kia có hiểu được chỗ lành dữ tốt xấu của sữa hay không. Lại có một thầy thuốc sáng suốt từ phương xa đến, vị thầy này hiểu rành 8 môn y thuật, khéo liệu trị các bệnh, thông thạo các phương thuốc. Bấy giờ người thầy thuốc của vua chẳng những không chịu học hỏi, lại sanh lòng cao ngạo khinh dễ. Người thầy thuốc sáng suốt kia liền mặc y phục chỉnh tề đến xin thỉnh ông ấy làm thầy để học những phương pháp sâu kín trong nghề thuốc. Thưa rằng: Này tôi nhận ông làm thầy, xin vì tôi mà giảng dạy. Người thầy thuốc của vua đáp: Như ông chịu hầu hạ ta trong 48 năm, ta sẽ dạy nghề thuốc cho ông. Liền đó người thầy thuốc kia nhận lời và thưa rằng: Tôi sẽ làm như vậy, tùy theo sức mình tôi sẽ làm người hầu hạ để thầy sai khiến. Thế rồi người thầy thuốc của vua liền đưa người thầy thuốc mới này vào bái kiến đức vua. Lúc ấy vị thầy thuốc giỏi liền đem mọi phương pháp trị bệnh và đủ các tài nghề khéo léo mà giảng giải cho vua nghe. Ông nói: Đại vương nên biết phải khéo phân biệt những phương pháp như thế này nên dùng để trị nước, những phương pháp như thế này nên dùng để trị bệnh. Bấy giờ vua nghe qua rồi mới biết rằng người thầy thuốc của mình là một kẻ khờ khạo vô trí, liền đuổi ông ta ra khỏi nước. Sau đó vua lại càng thêm cung kính vị thầy thuốc giỏi. Nhân khi ấy vị này nghĩ rằng đây chính là lúc có thể bảo vua nghe theo, bèn tâu vua rằng: Như đại vương thật có lòng thương tưởng, xin cho tôi cầu xin một điều. Vua đáp: Từ cánh tay mặt của trẫm đây cho đến các bộ phận khác trong thân thể, tùy ý khanh muốn những gì trẫm đều thuận cho. Vị thầy thuốc giỏi liền tâu rằng: Tuy đại vương hứa cho tôi mọi bộ phận trong thân thể, nhưng tôi đâu dám cầu xin thái quá như vậy. Này chỉ xin vua ra lệnh này, từ nay về sau khắp trong nước chẳng ai được dùng sữa làm thuốc theo như lời dạy của người thầy thuốc cũ. Vì sao vậy? Món thuốc ấy độc hại, gây nhiều thương tổn, nếu ai còn dùng sẽ bị chém đầu. Trừ bỏ được món thuốc sữa ấy thì chẳng còn ai phải chết oan uổng, mọi người thường được an vui, vì vậy nên tôi thỉnh cầu điều ấy. Vua liền đáp rằng: Việc khanh thỉnh cầu đó ta chấp nhận ngay, chẳng cần phải bàn nữa. Vua bèn truyền lệnh đi khắp nơi rằng: Khắp trong nước những ai có bệnh đều không được dùng sữa làm thuốc, nếu ai dùng sẽ bị chém đầu. Bấy giờ vị thầy thuốc giỏi dùng đủ các vị như cay đắng, mặn ngọt, chua mà bào chế thành nhiều loại thuốc, dùng trị các chứng bệnh, bệnh nào cũng được khỏi cả. Chẳng bao lâu sau nhà vua lại mắc bệnh, đến triệu ông vào hỏi ngay: Này trẫm có bệnh nặng, khốn khổ muốn chết, vậy nên trị cách nào? Vị thầy thuốc giỏi xem bệnh cho vua xong, thấy nên dùng sữa làm thuốc, bèn tâu rằng: Như bệnh của vua đây cần phải uống sữa. Trước đây tôi bảo dứt hẳn món sữa làm thuốc, thật là lời nói dối. Này nếu vua uống sữa vàng có thể trừ được bệnh, vua đang bị nóng nhiệt, đúng là phải uống sữa vậy. Lúc ấy vua nói rằng: Này khanh điên rồi hay sao, đại cho là uống sữa có thể trừ được bệnh nóng. Trước kia khanh nói là sữa độc, này sao lại bảo ta uống? Khanh muốn khinh thưởng trẫm đó sao? Món thuốc này mà thầy thuốc trước đây khen khanh bảo là độc, bảo ta ra lệnh cấm,
Nay khanh lại nói rằng tốt có thể trừ bệnh, như lời khanh nói thì thầy thuốc trước đây của ta ắt là giỏi hơn khanh vậy. Bấy giờ vị thầy thuốc giỏi tâu vua rằng: Này đại vương không nên nói vậy, ví như loài mối ăn cây, có khi thành hình chữ viết, nhưng những con mối ấy chẳng biết đó là chữ hay không phải là chữ. Người có trí thấy vậy, chẳng hề nói rằng con mối biết chữ và cũng chẳng lấy làm lạ lùng, kinh sợ. Đại vương nên biết người thầy thuốc trước cũng như vậy, chẳng biết phân biệt các bệnh, tất cả đều cho uống sữa làm thuốc, cũng như những con mối ăn cây ngẫu nhiên mà thành hình chữ viết. Ông ấy thật ra chẳng hiểu được những chỗ tốt xấu, lành dữ của món sữa làm thuốc. Lúc ấy vua liền hỏi: Thế nào là chẳng hiểu? Vị thầy thuốc giỏi đáp: Món sữa thuốc ấy là thứ độc hại, mà cũng là chất cam lộ. Sữa như thế nào gọi là cam lộ? Như con bò cái chẳng ăn hẻm rượu, các loại cỏ trơn nhớt cám, và con bò con thì hiền hòa. Khi người chăn bò dắt đi ăn, không chọn những vùng cao, cũng không đưa xuống những nơi ẩm thấp. Khi cho bò uống nước, liền dắt đến dòng nước trong, chẳng cho bò chạy nhanh, chẳng cho ở chung bầy với bò đực, giữ cho bò con bú sữa mẹ điều độ, đi đứng đều đúng chỗ, đúng nơi. Được như vậy thì sữa bò ấy có thể trừ các bệnh, đó gọi là món thuốc cam lộ linh diệu. Ngoài thứ sữa ấy ra, các thứ sữa khác đều là độc hại. Lúc ấy vừa nghe xong mấy lời ấy liền khen rằng: Lành thay, lành thay, từ nay trẫm mới biết được những lời lẽ tốt xấu, lành dữ của món sữa thuốc. Vua liền uống sữa và được khỏi bệnh. Sau đó vua truyền lệnh rằng: Từ nay trở đi, khắp trong nước đều phải dùng món sữa làm thuốc. Nghe lệnh truyền ấy, người trong nước đều lấy làm tức giận, bảo nhau rằng: Đại vương nay hẳn đã bị quỷ ám hay điên cuồng rồi, nên mới dối gạt chúng ta, bảo chúng ta phải uống sữa trở lại. Tất cả nhân dân đều ôm lòng giận tức, kéo nhau đến chỗ cung vua. Vua liền bảo rằng: Các ngươi chẳng nên sanh lòng tức giận với ta. Đối với loại sữa dùng làm thuốc, dù uống hay không uống đều theo lời thầy thuốc, chẳng phải lỗi nơi ta. Rồi vua đem lời thầy thuốc đã nói trước đây mà giải thích với tất cả mọi người. Lúc ấy vua và nhân dân đều lấy làm vui mừng, phấn chấn, càng thêm cung kính cúng dường vị thầy thuốc ấy. Tất cả những người bệnh được uống món sữa thuốc đều khỏi bệnh. Này chư tỳ kheo, nên biết rằng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn cũng như vậy đó. Ngài là bậc đại y vương xuất hiện ở thế gian, hàng phục tất cả những tà y ngoại đạo. Ở giữa các vị vua và dân chúng tự xưng rằng ta là bậc y vương, vì muốn hàng phục ngoại đạo nên ta lại nói rằng không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, sự nuôi dưỡng, sự thấy biết, kẻ tạo tác, người nhận chịu. Này chư tỳ kheo, nên biết rằng kẻ ngoại đạo nói có ngã cũng chỉ giống như con mối ăn cây ngẫu nhiên mà thành hình chữ viết. Vì vậy Đức Như Lai ở trong Pháp Phật mà thuyết dạy là vô ngã, vì điều phục chúng sanh, vì biết lúc thích hợp nên nói pháp vô ngã như vậy. Khi đủ nhân duyên lại thuyết pháp hữu ngã. Như vị lương y kia biết dành tính chất của sữa cũng là thuốc mà cũng không phải là thuốc, không giống như chỗ những kẻ phàm phu suy lường cái ngã mà ta thuyết dạy. Kẻ phàm phu ngu si chấp lấy cái ngã của riêng mình, hoặc nói là nó lớn như ngón tay cái, hoặc nhỏ bằng hạt cải, hoặc như hạt bụi rất nhỏ. Đức Như Lai thuyết cái ngã chân thật chẳng phải như vậy, cho nên Phật dạy rằng các pháp là vô ngã, nhưng thật chẳng phải vô ngã. Thế nào là thật? Nếu như có pháp là chân thật, là thường tồn, là chủ tể, là chỗ nương theo, bản tánh không thay đổi, đó gọi là ngã. Ví như vị đương y đại tài kia hiểu rành về món thuốc sữa, Như Lai cũng thế, vì chúng sanh mà thuyết dạy rằng ở trong các pháp đúng thật là có ngã. Này bốn chúng các ông nên tu tập pháp này theo đúng như vậy.